Dạ vâng, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của kênh Xuân Muộn TV trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 2021 rồi. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 nhé, mùng 1 tháng 5 âm lịch. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng. Cái video mình đang quay đây, mình ở cái khu vực ngã ba Cầu Trắng này. Ở khu vực này thì vải thiều ít thôi mọi người nhé. Ở đây có một cái điểm cân mình thấy giá khá là cao này. Ở trong này cân giá thì thấy đến 20 này. Vải thiều ở khu vực này còn ít lắm. Trong buổi sáng sớm lúc mình đi qua đây thì thấy khá đông, nhưng mà thời điểm hiện tại có gần 6 giờ, 6 giờ kém 10, nhưng mà thấy mọi người để bán vải đã hết rồi. Vải mình để bán giá bao nhiêu anh? Vâng, em quay video về giá cả nhưng mà khu vực mình này ít vải quá. Vâng, giá vải của bác này bán 17 đây mọi người. Các bác làm vải hả? Vâng, em làm vải. Vâng, vải ít hết rồi, đã gần hết rồi nhỉ. Vâng, sạch vải. Đây ra dồn lại cho tay đây. Xong ra đây đấy chưa? Trứng. Đi. Vâng, mình thấy điểm cân này giá cao nhất sổ là 20.000 mọi người nhá. Vâng, cái điểm cân này mình thấy giá cao nhất là 20.000 mọi người nhá. Đây những sọt vải. Đây người ta toàn cân hàng đẹp thôi. Đây mọi người nhặt vải đây. Vâng, mỗi chỗ một tí. Bán này một nửa này không bán được à? Bác là chủ hả? Bác này cân là mang đi Trung Quốc phải không? Bác hôm nay cân được cân giá 20 ở đây thì cũng khá khá đấy nhỉ. Vâng, mình gặp bác chủ đây bác ơi. Cái này bán bao nhiêu anh? Hả? 21 à? 21 này. Vâng. Đây giá 21 đây, quả rất là to đấy. Thôi cứ để ra một gốc nào đó ấy. Vâng, vải đẹp này. Thế toàn cân hàng đẹp thôi nhỉ. Tối quá, toàn là tối quá. Vợ mình thấy này quả to đấy, quả anh này bán bao nhiêu đấy? 20 vâng. Này sáng mới bẻ nó có xương này. Vâng, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường rồi xem người ta trả giá như thế nào ngoài này. Mình thấy đi ở điểm này cân giá cao nhất là điểm này là cao nhất là 20. 21 kia vừa xem. 24. 21. 21. Thấy điểm cao nhất là 21 mọi người nhá. Xuân Muộn TV. Xuân Muộn TV. Xong luôn phải không? Vâng, phải rồi. Đây mình sẽ đi ra ngoài đường xem người ta trả giá ở ngoài đường trực tiếp ở ngoài này thế nào.
Và ở cái điểm này toàn cân hàng đẹp đấy mọi người nhá, nên hàng bình thường là người ta không mua đây này, người ta chỉ cân hàng đẹp thôi. Hàng đẹp thì người ta cân được giá cao ra 21.000. Thấy ở cái điểm này cân giá cao 21.000 mọi người. Vải đẹp. Vải đẹp bán ở đây cũng được giá mà. Xem chị giả được giá bao nhiêu, mình sẽ quay thăm chị giả. Đây một lúc nữa thì vải lại có khá nhiều vải này. Nhưng mà người ta toàn cân hàng đẹp, hàng chọn thôi. Chọn hàng đẹp với hàng vừa vừa là người ta không cân. Điểm cân này ở khu vực này còn ít những các xe cân nhé. Vừa nãy mình quay trên Tân Sơn thì có khá nhiều những chiếc xe cóc cân, nhưng mà điểm này còn ít. Người ta chỉ cân hàng đẹp thôi, những hàng vừa vừa người ta không cân. Chủ mang bán sang Trung Quốc người ta chọn toàn hàng đẹp thôi. Vải to đẹp đấy chị. À đây à? Thế. Đây à. Còn đây là đến đây thì mình thấy toàn cân hàng đẹp, bây giờ hàng đẹp thì ít. Tôi toàn chọn thôi. Và đây thời điểm hiện tại thì mới 6 giờ thôi, nhưng mà mình thấy vải khu vực đây thì rất là ít rồi, bởi vì nhiều các điểm ở khu vực trên Tân Sơn người ta cũng cân nhiều. Và cái điểm này thì cân hàng đẹp thôi, không cân hàng vừa vừa và xấu. Hôm nay thì người ta chọn rất là kỹ. Đây này. Đây mình sẽ đi xem sọt này người ta trả giá bao nhiêu đây. Mỗi hôm bán được bao nhiêu anh? Bán nhiều trò chưa? Hay là mới bán? Bán được mấy trò rồi. Mỗi hôm bán giá bao nhiêu? Mấy chuyến rồi, 2 chuyến rồi phải không? Lúc nãy mày bán là chuyến đây hay 2 đây? Đẹp như thế này. Sáng là hôm qua ấy đấy. Đây mình tranh. Và nó giá ra 21 nhưng mà ta chưa bán nhé mọi người nhé. Và ngân này không lấy được. Và nó từng điểm không mua được. Và mình điểm này cân đến 21 mọi người nhé, những điểm vải đẹp thì cân đến 21. Cái vải đây thì nó toàn chọn hàng đẹp đây này, nó không ấy đây này. Đấy thời điểm mình. Vâng, như vậy thời điểm hiện tại thì cũng đã mình thấy ít vải ra, bây giờ mình sẽ kết thúc video mình tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Và xin hẹn mọi người những cái video tiếp theo của trên kênh của mình nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông này mình
đăng tải video này là thông báo cho mọi người biết, là mọi người vào xem và tham khảo về giá cả vải thiều. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây.